Chào mừng quý vị khán giả đến với chuyên mục Điểm báo xuân Quý Mão 2023. Trong điểm báo mùng 2 Tết hôm nay, Thu Hương mời quý vị theo dõi những trao đổi, chia sẻ về một năm đã qua và những nhiệm vụ trọng tâm đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phục hồi nhanh và khá toàn diện, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%. Thu ngân sách có sự tăng trưởng tích cực, đạt hơn 471.500 tỷ đồng, đạt 121,99% dự toán được giao và tăng 23,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 49,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3%. Năm 2023, nhiệm vụ rất nặng nề, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra nhằm đảm bảo nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, tạo đà phát triển nhanh, bền vững. Công tác lãnh đạo chỉ đạo phải tăng cường dự báo, đánh giá sát thực tế, chủ động quyết liệt hơn nữa trong quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần chủ động phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm và chủ động quyết liệt hơn để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, dù hơn 90% số doanh nghiệp sản xuất vẫn còn ở quy mô nhỏ và vừa, nhưng những động thái chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, được xem như cuộc cách mạng cho nền kinh tế. Mới đây, dự án nhà máy hóa dầu Stavion Quảng Yên có tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Stavion cũng cam kết sử dụng công nghệ bản quyền và dây chuyền sản xuất hiện đại từ các nước khối G7, sẽ tiết kiệm năng lượng, góp phần thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam về bảo vệ môi trường và đưa phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050. Stavion cũng tiên phong áp dụng công nghệ blockchain trong giao dịch thanh toán quốc tế. Cùng với sự nỗ lực riêng của các doanh nghiệp, các đối tác cung ứng công nghệ, dây chuyền sản xuất thường có chính sách đào tạo công nhân, kỹ sư đi kèm. Điều này nhằm đảm bảo sau khi chuyển giao công nghệ, dây chuyền sản xuất cho doanh nghiệp, có nguồn nhân lực đủ chuẩn để có thể vận hành ngay. Do vậy, doanh nghiệp chuyển đổi số cần tận dụng đặc quyền này để nâng cao tay nghề cho đội ngũ. Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số phải xuất phát từ quyết tâm của người đứng đầu doanh nghiệp, khi xem đó chính là lợi ích lâu dài đem lại sự phát triển bền vững cho đơn vị. Ngoài ra, xác định chuyển đổi số là vấn đề sống còn trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nên các ngân hàng đi tiên phong, một số ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số thời gian qua như VB Bank, Techcombank, MB Bank cũng đã ghi nhận tỷ lệ hơn 90% giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của 28 ngân hàng đã đạt 192.500 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, trưởng khoa kỹ thuật y sinh Trường Đại học Quốc tế kể, vào những ngày cuối năm 2012, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Hàn Quốc về y học tái tạo, chị trở về Việt Nam với nhiều đóng góp cho quê hương như năm 2016, chị được UNESCO trao công bố sáng chế đề tài cải thiện tụt nú răng bằng sợi collagen và điện hóa học. Năm 2018, chị công bố sáng chế về loại keo kháng khuẩn, giúp cầm máu, diệt khuẩn và tạm chữa lành vết thương, được L'Oreal, UNESCO trao giải thưởng tài năng trẻ thế giới về giải pháp sơ cứu cho người sống xa bệnh viện. Bản thành tích còn dài, nhưng điều chị tự hào nhất là cái riêng đã đóng góp cho cái chung. Khoa kỹ thuật y sinh giờ đây đã có 12 phòng thí nghiệm, gần 20 giảng viên đều là tiến sĩ từ nước ngoài về. Vũ Duy Thức gần như là bộ nhận diện khi nhắc đến từ khóa người Việt, thung lũng Silicon, AI. Anh nhận bằng tiến sĩ của Đại học Stanford, Mỹ khi chỉ mới 28 tuổi. Là người sáng lập OmniLabs, khai sinh các thế hệ robot Omni, phá vỡ định kiến robot máy móc, robot cổ thức đi sâu vào quan tâm chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi, hỗ trợ dạy học, giúp đỡ y tá trong bệnh viện. Gần đây khi trở thành giám đốc đầu tư quỹ Du Ventures,
anh trở thành người đi gieo niềm tin và sức mạnh cho các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam. Vũ Duy Thức nung nấu một khát vọng lớn, đưa tập thể trí tuệ Việt ra khơi. Anh cố gắng đóng góp cho quê nhà, dù ở bất kỳ đâu khi thế giới đã phẳng và thứ công nghệ mà anh góp phần tạo ra đã xóa đi rào cản địa lý. Theo bảng xếp hạng các quốc gia có nền giáo dục tốt nhất năm 2021, US News, giáo dục Việt Nam đứng thứ 59. Việt Nam hiện được xếp vào nhóm 10 hệ thống giáo dục có sự đổi mới mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Bước sang năm 2023, ngành giáo dục đứng trước rất nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ được coi là yếu tố để bứt phá chất lượng. Sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, cô giáo Đỗ Thùy Quyên, trường mầm non xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, thấu hiểu những khó khăn vất vả của trẻ em vùng cao. Thương các em, cô tìm mọi cách để có thể kéo ngắn khoảng cách với giáo dục đồng bằng. Từ năm 2018, khi tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam của Microsoft, cô đã ứng dụng công nghệ Skype mở lớp học xuyên biên giới. Kết nối lớp học của mình với lớp học của các thầy cô giáo khác tại Việt Nam và ở nước ngoài, cô Quyên còn xây dựng dự án nông sản sạch, cùng bé đến trường, lập dự án ứng dụng dạy học bằng robot thông minh. Từ ứng dụng công nghệ số vào việc dạy học, một cô giáo mầm non như Đỗ Thùy Quyên có thể tự học nâng cao năng lực bản thân, trở thành người đi đào tạo cho các cấp học khác từ mầm non đến trung học phổ thông về công nghệ thông tin và cả chuyên môn như giáo dục STEM. Đó là điều mà bất cứ một giáo viên nào cũng có thể làm được trong thời đại 4.0 nếu thực sự có đủ đam mê, nhiệt huyết. Công nghệ áp dụng trong y tế tại Việt Nam được chia ra làm hai mảng chính: công nghệ ứng dụng trong y tế và công nghệ thông tin quản lý dữ liệu y tế. Một số xu hướng công nghệ y tế tại Việt Nam: hồ sơ y tế cá nhân, khám từ xa, số hóa hệ thống thông tin y tế, áp dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, theo dõi từ xa. Chuyển đổi số để người dân được chăm sóc và quản lý sức khỏe ngày một tốt hơn đã trở thành một yêu cầu chính đáng trong thời đại công nghiệp 4.0. Mỗi nhân viên y tế phải có trách nhiệm sử dụng hiệu quả các ứng dụng chuyển đổi số, các ứng dụng y tế thông minh của đơn vị mình. Mỗi cơ sở y tế phải tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về phương thức tiếp cận và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Chuyển đổi số và xây dựng y tế thông minh, tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, một trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á. Nhiều hàng quán vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh hiện rất nhanh nhạy nắm bắt xu hướng công nghệ. Nhiều chủ quán dù mặt bằng chừng 2-3 m² đều có vài tài khoản ngân hàng, ví điện tử để sẵn sàng cho khách muốn thanh toán tiện lợi, thậm chí tương tác rất nhanh với các shipper công nghệ đặt món qua app. Chiếc điện thoại di động thông minh là phương tiện thanh toán chủ yếu và giờ đây gần như các chủ quán vỉa hè đều biết quét QR code. Ngày nay có rất nhiều hình thức thanh toán mới mà giới trẻ tin dùng như quét mã QR của các ứng dụng như Payu, Momo, VNPay, VietQR, ZaloPay và mới đây nhất Google mở ứng dụng thanh toán Google Wallet tại Việt Nam. Dữ liệu công bố của hãng nghiên cứu thị trường Statista cho thấy Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ người dùng thanh toán qua di động và dự báo lĩnh vực này sẽ tiếp tục gia tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên đến 30,2% trong giai đoạn 2020-2027. Ngày mai ở làng Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, một thời tưởng mai một, nay lại hồi sinh, dù trong lặng lẽ. Chu Huyền Trang, cô chủ nhà mai Hướng Trang ở làng Trạch Xá cho biết, cô vừa tham gia một khóa học về thời trang áo dài, không chỉ nhận gia công cho những hiệu quen ở Hà Nội, nhờ tận dụng các trang mạng xã hội để kết nối với khách hàng, cửa hàng của vợ chồng cô cũng có khách riêng. Trang chia sẻ, nghề mai là một nghề rất vất vả vì phải ngồi nguyên một tư thế nhiều giờ, đầu cúi, mắt chăm chú vào đường kim mũi chỉ. Đau lưng, đau vai gáy, mắt mờ dần là những bệnh nghề nghiệp mà nhiều người thợ gần như không thể tránh. Thu nhập sẽ không cao nếu như chỉ làm gia công. Trang quyết tâm học hỏi để có thể sáng tạo và thực hiện thêm nhiều mẫu trang phục mới lạ hơn, tân thời hơn bên cạnh những mẫu mã cổ điển. Điều đáng mừng là đầu tháng 1 năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể áo dài Trạch Xá. Đây là một điều kiện thuận lợi để các hộ làm nghề mở rộng sản xuất,
phát triển thương hiệu và được trả công xứng đáng với vốn liếng, công sức mà họ đã đầu tư. Theo giả sử, nghề may áo dài bằng lụa tơ tằm ở làng đã có tuổi đời hơn 1.000 năm. Bà Nguyễn Thị Sen, thước phi của vua Đinh Tiên Hoàng, được coi là tổ nghề của làng. Sau biến cố lớn của nhà Đinh, bà mang các con về làng cư ngụ, truyền nghề cho dân làng. Để tưởng nhớ công ơn bà, hàng năm vào ngày 12 tháng Chạp âm lịch, làng Trạch Xá tổ chức giỗ tổ nghề. Thông tin vừa rồi cũng khép lại điểm báo xuân Quý Mão mùng 2 Tết. Kính mời quý vị quan tâm theo dõi số cuối vào ngày mai mùng 3 Tết. Trân trọng kính chào!